Các siêu sao trong giới túc cầu luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông. Vượt qua khuôn khổ một trận bóng giống như hầu hết tất thảy những người bình thường khác, gia đình vẫn luôn là điểm tựa cho những giây phút thăng hoa của họ ở trên sân cỏ. Người ta vẫn thường nói con cái là niềm tự hào của ba mẹ. Và những nhóc tí đáng yêu sau đây chắc chắn sẽ khiến cho những ông bố là những ngôi sao của giới túc cầu phải nở mày nở mặt. Đầu tiên, câu chuyện về bốn nhóc tí kháu khỉnh nhà Ronaldo. Năm 2010, tiền đạo người Bồ Đào Nha từng gây bàng hoàng với cả thế giới khi thông báo trên trang cá nhân về việc anh chính thức được lên chức bố. Cậu con trai đầu lòng của Ronaldo được đặt theo tên bố, Cristiano Junior. Theo nhiều nguồn tin cho biết, cậu bé được sinh ra tại Mỹ và nhanh chóng được bà nội Dolores đưa về Madrid sau đó. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về danh tính mẹ của Junior. Giới truyền thông Anh thậm chí còn đồn thổi rằng mẹ cậu bé là một người bồi bàn Mỹ và Ronaldo đã phải chi ra số tiền lên tới 10 triệu bảng để thuê người mang thai hộ. Trở lại với cuộc sống của Junior kể từ ngày cậu nhóc chuyển tới Madrid để sống cùng bố siêu sao. Dù nhận về rất nhiều sự quan tâm từ giới truyền thông, nhưng Ronaldo Junior vẫn sống cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác. Cậu nhóc tỷ ngày nào giờ đây đã 12 tuổi và Ronaldo đang cho thấy bản thân đã làm rất tốt công việc nuôi nấng và dạy dỗ Junior. Tiền đạo người bồ từng chia sẻ anh sẽ không bắt con mình phải tiếp nối sự nghiệp của đùi áo số. Dù vậy, Junior với sự hà khắc trong tập luyện cũng như sinh hoạt đang bắt đầu bộc lộ những tố chất chơi bóng chẳng thua gì ông bố siêu sao của mình. Bà Dolores, mẹ của Ronaldo, thậm chí còn khẳng định cháu trai bà chắc chắn sẽ xuất sắc hơn bố nó, bởi Junior đang thừa hưởng sự giáo dục chuẩn mực từ gia đình cũng như đầy đủ phẩm chất để có thể phát triển trong tương lai. Bên cạnh Junior, nhà Ronaldo còn có ba nhóc tỷ khác là cặp sinh đôi một nếp một tẻ Eva Mateo và Alana Martina, con gái đầu lòng của bạn gái Georgina Rodriguez. Theo truyền thông Bồ Đào Nha thì cặp sinh đôi Eva và Mateo của nhà Ronaldo cũng được hạ sinh theo hình thức mang thai hộ. Mẹ của hai nhóc tỷ này được cho là một phụ nữ đang sinh sống ở bờ Tây nước Mỹ. Ronaldo đã chính thức xác nhận thông tin bản thân vừa lên chức bố lần 2 qua một dòng trạng thái trên mạng xã hội. Ngay sau khi Bồ Đào Nha bị Chile loại ở vòng bán kết Confederations Cup, anh chia sẻ: "Tôi đã phục vụ đội tuyển quốc gia bằng cả thể xác và tâm hồn, ngay cả khi hai con của tôi vừa chào đời. Thật không may khi chúng tôi không thể vào chung kết, nhưng trước mắt vẫn còn những mục tiêu cao hơn tại kỳ World Cup sắp tới." Liên đoàn bóng đá nước này sau đó đã đồng ý để cựu sao Juventus vắng mặt trong trận đấu tranh hạng 3 với Mexico để anh quay về gặp mặt con sớm nhất. Alana Martina là cô con gái đầu lòng vừa được Georgina Rodriguez hạ sinh hồi tháng 11. Tên của bé gái từng được Ronaldo chia sẻ trong một buổi livestream là sự kết hợp giữa hai cái tên yêu thích của cả bố và mẹ. Nhóc tỷ được cho là mang nhiều nét giống với Georgina, đặc biệt ở đôi mắt to tròn cùng gương mặt khả ái, thu hút mọi ánh nhìn. Nhà Messi cũng không hề kém cạnh với ba cậu con trai kháu khỉnh là Thiago Messi, Matteo và Ciro Messi. Tất cả đều có những nét tính cách đặc biệt khiến cho người hâm mộ phải dở khóc dở cười với cả ba cô cậu này. Đầu tiên là cậu cả Thiago Messi. Cậu nhóc được hạ sinh vào ngày 2 tháng 11 năm 2012, tức là năm nay đã gần 10 tuổi. Chỉ 72 giờ đồng hồ sau khi sinh, Thiago đã có bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên ở cuộc đời với câu lạc bộ Newell's Old Boys. Đây được cho là động thái nhằm tri ân Messi của đội bóng cũ, dù vậy không biết chừng sẽ có một ngày chúng ta được chứng kiến màn trình diễn của Messi còn ở trên sân cỏ. Kỹ năng chơi bóng của Thiago từng được giới mộ điệu đánh giá cao do thừa hưởng gen trội từ bố. Cậu nhóc từng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội thông qua những đoạn video clip chơi bóng mà Messi đăng tải. Dù vậy, tiền đạo người Argentina cũng thẳng thắn chia sẻ rằng Thiago chơi bóng vì có cậu con trai của Luis Suarez và bạn cùng lớp, chứ cậu nhóc không đam mê bóng đá cho lắm. Một điều nổi bật khác của Thiago chính là việc cậu nhóc này là fan cứng của Cristiano Ronaldo. Messi từng nhiều lần thừa nhận thần tượng trong giới bóng đá của con trai anh không phải là mình, mà là kỳ phùng địch thủ đã đối đầu với anh trong suốt một thập kỷ vừa qua. Có rất nhiều câu chuyện để nói về Thiago, nhưng một trong những câu chuyện nổi tiếng và từng được phô bày trước giới truyền thông chính là việc cậu nhóc này đã làm thay đổi suy nghĩ của Messi và khiến anh gắn bó với đội chủ sân Camp Nou thêm 2 mùa giải nữa. Thời điểm đó xuất hiện rất nhiều tin đồn về việc siêu sao người Argentina sẽ rời Barca vào cuối mùa giải. Dù vậy, hành động của Thiago khiến anh động lòng. Cậu nhóc vừa khóc vừa năn nỉ bố của mình để ở lại Barca và điều đó phần nào đã khiến Messi thay đổi quyết định. Nhưng nhóc tỷ chiếm trọn spotlight của nhà Messi thì phải là cậu hai Mateo. Nếu như người anh cả Thiago đặc biệt ngoan ngoãn, có phần nhút nhát, ít nói giống ông bố Messi thì Mateo lại hoàn toàn trái ngược. Theo mô tả Messi thì Mateo Messi là một cậu nhóc nghịch ngợm, tinh quái và cũng không kém phần hài hước. Điều đó được thể hiện ở việc nhóc tỷ này sẽ cổ vũ cho tất cả những đội bóng nào là đối thủ của cha mình. Trước đó, cuộc đụng độ trong nhà được Messi miêu tả là rất gay cấn, khi người anh thì dành tình yêu mãnh liệt cho Barca, còn người em thì luôn cổ vũ cho Real Madrid hoặc bất kỳ đội bóng nào khác ngoài Barca.
tiền đạo người Argentina từng chia sẻ, Matteo rất thích những cuộc đối đầu và cực kỳ háo thắng. Chính vì thế mà thằng bé thường ủng hộ những đội bóng đối thủ của tôi. Thằng nhóc cổ vũ Real Madrid và ăn mừng khi Barca thua trận. Điều đó khiến Thiago cảm thấy bực mình. Nhưng càng như vậy thì Matteo lại càng ăn mừng cuồng nhiệt hơn. Đó là hai nét tính cách trái ngược của Thiago và Matteo. Cũng vì thế mà đôi khi trong nhà bản thân anh cũng bị con mình troll theo đúng nghĩa đen. Một tuần sau cái đêm kinh hoàng tại Anfield khép lại, Thiago một lần nữa ghé vào tai của bố và nói rằng con đến từ Liverpool và họ đã đánh bại bố. Sau đó lại cười phớ lớ rồi chạy mất hút. Một lần khác ở thời điểm mà Messi còn thi đấu, trong màu áo của Barca, Valencia cũng từng đánh bại đội bóng của anh tại chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha. Matteo không biết kiếm từ đâu chiếc áo Valencia để rồi mặc lên người và tiếp tục công việc troll ông bố của mình. Matteo còn được đánh giá là người có tố chất chơi bóng nhất trong đại gia đình Messi thông qua những đoạn video clip mà cô vợ Antonella đăng tải. Có thể thấy nhóc tì nhà Messi sở hữu những kỹ năng chơi bóng phỏng theo những gì mà siêu sao người Argentina từng thể hiện. Các cổ động viên của Messi hy vọng cậu nhóc sẽ sớm tiếp nối sự nghiệp lừng lẫy của bố, còn không hoàn toàn vẫn có thể quay xe để trở thành một danh hài nổi tiếng. Nhân vật cuối cùng là cậu út Ciro Messi, nhóc tì được đánh giá là sở hữu gương mặt giống bố nhất so với hai người anh Thiago và Matteo. Nét kháu khỉnh của cậu em Ciro đã từng là thứ được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trên khắp các trang mạng xã hội. Nhóc tì hiện tại sẽ chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ tư vào tháng 3 này và đang nhận được rất nhiều kỳ vọng, không chỉ giống bố về ngoại hình mà còn có tài năng ở trên sân cỏ. Gia đình nhỏ Rooney cũng được giới truyền thông nước Anh đặc biệt quan tâm với bốn nhóc tì đáng yêu, trong đó nổi bật nhất phải kể đến cậu anh trai cả, nhà anh, Kai Rooney. Cậu bé từng gây sốt trong cộng đồng mạng với phong thái đĩnh đạc, trưởng thành trước tuổi khi dừng lại và ký tên cho người hâm mộ trên khán đài. Thấm thoát đã gần 5 năm kể từ hình ảnh đó, Kai Rooney hiện đang là cầu thủ thuộc lứa U11 của Man United và được cho là một bản sao tương tự Wayne trên sân cỏ. Thi đấu ở vị trí tiền vệ công, Kai Rooney thừa hưởng phong cách thi đấu từ ông bố, mạnh mẽ quyết liệt nhưng không kém phần tinh tế. Trong một đoạn video được Rooney đăng tải trên mạng xã hội, cậu cả của anh đã cho thấy phẩm chất ưu việt so với đám bạn đồng trang lứa với cú sút phạt hàng rào hiểm hóc, đánh bại hoàn toàn thủ thành bên phía đối phương. Sau khi bóng đi vào lưới, Kai chạy ra phía góc sân ăn mừng cuồng nhiệt và điều đó phần nào làm người ta gợi nhớ đến hình ảnh của chính Rooney ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Bên cạnh những nhóc tì đáng yêu của Ronaldo, Messi hay Rooney, chúng ta còn có một loạt những nhóc tì khác cũng nổi bật không kém so với ông bố siêu sao của mình, như cô con gái Harper của nhà Beckham, cậu nhóc Milan nhà Pique hay cặp song sinh của nhà Terry. Tất cả đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông không chỉ bởi sự nổi tiếng của những ông bố mà còn vì nét tính cách đáng yêu, nổi bật của những nhóc tì này. Sẽ chẳng ai biết được trong tương lai những cô bé, cậu bé này có tiếp nối sự nghiệp quần đùi áo số lẫy lừng của bố hay không. Dù vậy chúng ta, những người hâm mộ giới túc cầu hoàn toàn có thể dành sự kỳ vọng đó, bởi giống như người ta vẫn thường nói vui với nhau rằng con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh.